Cô chào các em. Tiết khoa học hôm nay chúng ta sẽ học bài ôn tập bài 49, 50 vật chất và năng lượng. Bài này chúng ta sẽ sử dụng sách giáo khoa trang 100, 101, 102. Chúng ta cùng thực hiện hoạt động số 1. Kể tên một số loại vật liệu mà em đã học. Đó là mây, tre, song, sắt, gang, thép, đồng, nhôm, xi măng, thủy tinh, đá vôi, gốm, gạch ngói, cao su, chất dẻo, tơ sợi. Hoạt động thứ hai, kể tên một số dạng năng lượng các em đã học. Đó là năng lượng mặt trời, năng lượng chất đốt, năng lượng gió, năng lượng nước chảy, năng lượng điện. Hoạt động 3, sự biến đổi hóa học của các chất dưới đây diễn ra trong điều kiện nào? Chúng ta có 4 thí nghiệm: thí nghiệm A, thí nghiệm B, thí nghiệm C, thí nghiệm D. Sau đây cô mời các em đi vào từng thí nghiệm một. Ở thí nghiệm A, thanh sắt để lâu ngày đã hút không khí ẩm nên trên mặt thanh sắt có một lớp rỉ màu nâu. Thí nghiệm B, cho đường vào trong ống nghiệm, đun dưới ngọn lửa đèn cồn. Trên thành ống nghiệm sẽ đọng những giọt nước, còn đường thì biến thành than. Thí nghiệm C, thả vôi sống vào nước, vôi sống biến thành vôi tơi và tỏa nhiệt. Thí nghiệm D, vắt chanh lên mâm đồng, ta thấy xuất hiện lớp rỉ đồng màu xanh. Như vậy, sự biến đổi hóa học của các chất dưới đây xảy ra trong điều kiện: thí nghiệm A, nhiệt độ bình thường. Thí nghiệm B, nhiệt độ cao. Thí nghiệm C, nhiệt độ bình thường. Thí nghiệm D, nhiệt độ bình thường. Hoạt động 4, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động? Xe đạp, năng lượng cơ bắp của con người, ví dụ như chân, tay. Máy bay, năng lượng chất đốt từ xăng. Thuyền buồm, năng lượng gió. Ô tô, năng lượng chất đốt từ xăng dầu. Bánh xe nước, năng lượng nước chảy. Tàu hỏa, năng lượng chất đốt từ than đá, dầu. Hệ thống pin mặt trời, năng lượng mặt trời. Em hãy kể một vài biện pháp để tiết kiệm điện trong gia đình. Biện pháp đó là tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng, sử dụng điện hợp lý, cụ thể là máy lạnh chúng ta bật nhiệt độ không nhỏ hơn 26 độ C và thay những bóng đèn bình thường bằng các bóng đèn tiết kiệm điện. Biện pháp tiếp theo là mọi người cùng chung tay hưởng ứng giờ trái đất. Ngoài ra, chúng ta có thể giúp mẹ tiết kiệm điện hơn bằng cách là xem chung một cái tivi, không mở tủ lạnh quá nhiều lần, hoặc là chúng ta ra ngoài chơi thay vì ở trong phòng. Đây là phiếu bài tập, quan sát các hình trang 102 sách giáo khoa và hoàn thành bảng sau. Tiết ôn tập vật chất và năng lượng của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em học giỏi. Thân ái chào các em.